Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý về răng, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao công nghệ trồng răng implant USI của Mỹ, phương pháp phục hình răng ưu việt nhất hiện nay đang được áp dụng tại Mỹ. Công nghệ phục hình răng USI là thành quả của đội ngũ chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, được FDA Mỹ chứng nhận. Ưu điểm của phương pháp này là không cần rạch vạt lợi, không cần khâu, ngăn tối đa tiêu xương sau mất răng đến 98%, rút ngắn thời gian điều trị chỉ còn 2 tháng. Điểm khác biệt giúp USI trở thành công nghệ cấy ghép implant hiện đại nhất hiện nay mà nha khoa Lạc Việt đang đưa vào ứng dụng chính là hệ thống trụ implant tương thích sinh học cao, miễn nhiễm với các bệnh lý răng miệng, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.